Kính thưa sư, theo truyền thống Phật giáo Nam truyền Theravada thì Okay. việc tin vào sự tồn tại của linh hồn được À, xem là rơi vào thường kiến, tức là tà kiến. Rơi vào tà kiến có thể dẫn đến sa đọa trong bốn đọa xứ. Thế nhưng trong một số tài liệu về nghi lễ cầu siêu ở các chùa Nam truyền vẫn còn dùng thuật ngữ hương linh, thậm chí là giác linh. Vậy thì người tu sĩ và người cư sĩ phải hiểu như thế nào về các khái niệm hương linh, vong linh, anh linh, giác linh? Chấp nhận các khái niệm đó hay phải thay đổi để không rơi vào tà kiến? Thưa với quý vị đó, là chẳng qua là các sư dùng cái từ đó để nó thuận theo thế gian thôi. Quý vị nên nhớ, có những cái từ ngữ đó, nó chỉ đơn giản là cái tên gọi. Cái quan trọng là chúng ta hiểu cái tên gọi đó như thế nào. Ví dụ như á, Chư Tăng thì luôn luôn nói là vô ngã, đúng không? Đức Phật cũng dạy là vô ngã và Chư Tăng nỗ lực thực hành để vô ngã. Nhưng mà khi mà lại hỏi cái y, ví dụ như y đó của ai, nó thì dạ y đó của tôi. Cái bát đó tôi của ai vậy? À, dạ, cái bát đó của tôi. À, rồi cái sân này ai mà bây giờ ai quét đây? Dạ tôi quét. Thì tại sao như vậy? Bởi vì cái tôi đó là một cách để xưng hô, một cách để nói chuyện. Chúng ta giao tiếp với nhau, chúng ta cần phải có ngôn ngữ. Cái quan trọng là khi chúng ta nói như vậy đó, chúng ta hiểu nó như thế nào. Đó mới là điều quan trọng. Cũng tương tự như vậy đó, những cái từ như là vong linh, hương linh, giác linh thì cũng là một cái từ để sư, để chư tăng gọi chung cho những thân bằng quyến thuộc đã quá vãng. Chỉ là một cách gọi thôi. Nhưng mà chư tăng hiểu đó là gì. Chứ còn bây giờ á, sư xin lỗi nha. Quý vị đến rồi Chư Tăng nói bây giờ người thân của quý vị rơi vào cái hạ cảnh ngạ quỷ thì bây giờ mong cho người thân ngạ quỷ của quý vị được an vui. Quý vị nghe coi nó có thuận tai hay không. Hoặc là mong cho người thân quý vị ở địa ngục được an vui. Mong cho chúng sanh ở địa ngục được an vui thì quý vị có nghe nó có thuận tai hay không. Và thậm chí sư nói đó có khi nó sẽ làm cho người ta bị đau lòng. Không cần thiết. Chính bởi vì như vậy đó là để tránh cho cái những cái phiền toái không cần thiết thì Chư Tăng dùng lại những cái thuật ngữ mà xưa giờ thiên hạ vẫn dùng như là anh linh, giác linh, vong linh vân vân, nhưng mà Chư Tăng hiểu đó là cái gì. Đó mới là điều quan trọng ha. Rồi, về vấn đề này thì không biết hai vị có bổ sung gì hay không. Nên mời sư Trung Tâm Người đó chạm trung quá. tâm à, cái này đụng chạm quá nhưng mà cũng y như cái vấn đề ngày hôm qua, vấn đề ngày hôm trước là cái chân mà ngâm cái Nam Mô Ta Sa kệ đó, thì như vấn đề ngày hôm qua là ai sao cũng quan tâm, nhưng với chúng tôi, với sự chánh tâm, tôi sẽ không dùng cái từ hương linh vậy thôi. Còn ai người ta dùng đó chuyện của các vị. Ví dụ như bây giờ mình nói hương linh của bà Nguyễn Thị A đi, tôi không dạy chữ hương linh, tôi xài cái dùng là bà Nguyễn Thị A vừa mất, tức là đây là ai dùng thì người đó dùng, còn chúng tôi không dùng cái từ đó, nhưng mà người khác dùng chúng tôi không phản bản bác, không chỉ không nói là sai. Ở đây là mình hiểu quá rồi, cái Việt Nam xài Bali thì nó chuẩn mực, còn mình xài Việt Nam nó sẽ như vậy như vậy như vậy. Ở đây ai có từng học Bali sẽ hiểu. Và nếu mình không hiểu, mình cho rằng là sai thì mình làm ơn mình dùng cái từ nào chuẩn hơn được mình xài giùm sư. Chứ sư thế cũng không có cái chữ nào gọi là chuẩn để xài gọi cái sự tái sanh dù mới mất của một người nào đó. Thì các vị mới xài một cái từ chung để hình dung ra được, để tạm gọi như vậy. Giống như đặt mình học toán đó, mình đặt cái tạm đổi cái tập hợp này là A vậy đó. Chứ còn mà kêu mà để dùng cái từ Việt Nam mà dùng để cho chuẩn xác về về cái trường hợp đó thì quý vị tìm được thì tìm cho sơ thứ hai nha. Chứ còn tôi thấy các vị dùng chữ vong linh là hay là hương linh là nó cũng được á, nó cũng được, nhưng mà
nếu nó tốt với tôi á, đối với tôi sẽ ít xài, tôi sẽ không xài luôn. Nếu mà tôi còn khi mà tham dự lễ các phá lễ, các phá lễ của các vị các chùa người ta xài, tôi cũng không nói gì. Cái là nó không có sai, ở đây mà nói đúng thì xin thưa tôi cũng không dám nói đúng, tại vì chữ hương linh đâu có trong kinh đâu mà đúng, nhưng mà nó sai cũng không sai được. Cho nên ở đây mình phải hiểu là đó là Việt Nam, đó là Việt Nam vậy thôi. Chứ bây giờ ai ai có thể tìm được cái từ nào mà vừa có trong kinh mà vừa đáp ứng được trường hợp này thì cho sư hay sư xài với. Chứ giờ sư không có biết cái từ nào khác để dùng nha. Thì bổ sung một tí xíu thưa quý vị, đó là ở trong kinh đó, khi mà dùng cái từ là đã quá vãng hay là chúng sanh đã quá vãng, dùng cái từ là bê tát. Mà bê tát quý vị biết là gì, là hạng ngạ quỷ đó. Mà không lẽ bây giờ mà chư tăng khi mà dịch như vậy á, lại là dịch ở cái hàng ngạ quỷ thì nghe nó sẽ nó còn sốc hơn nữa, cho nên là thôi dùng cái từ hương linh để cho nó nhẹ nhàng. Không biết là trường hợp này sư Đại Tường có bổ sung gì không? Dạ, xin thưa hai vị đại đức, thưa quý vị, thì ở đây sư cũng xin bổ sung thêm một vài ý là như vậy, là trong cái câu hỏi này là có một cái điểm mà cái vị đạo hữu này rất là cẩn thận, rất là cẩn thận khi mà dùng ngôn ngữ. Chính vì cái sự cẩn thận này nè, cho nên là sư muốn đọc rõ lại cho quý vị hiểu, tại lỡ nhiều khi một số quý vị có thể đọc lướt qua mà không có cẩn thận hiểu về vế này thì nó cũng sẽ nguy hiểm. Theo thưa sư nghe, bản thân sư thì sư thấy nguy hiểm là như vậy. Cái vị đạo hữu này có cái sự cẩn thận là như vậy nè, là được xem là rơi vào thường kiến, tức là tà kiến, rơi vào tà kiến thì sư xin mở ngoặc nha, sư xin mở ngoặc ở đây nha, là thường kiến đó nha. Như chỗ này là rơi vào tà kiến, mở ngoặc thường kiến, có thể như vậy, có thể dẫn đến sa đọa trong bốn xứ đó, thì cái đó thì nó chính xác hơn. Tại vì nếu mà cái thường kiến á, nếu mà thường kiến ở đây mà ở đây mà đọc, mà nếu mà dính chùm với nhau á thì nói là quy chụp vô, nói là thường kiến là ai dính thường kiến là đi phải đi bốn cõi khổ, thì cái điều này không có đúng, đúng không? Rồi cái cụ thể á, tại sao mà sư lại nhấn mạnh cái việc thường kiến lại có thể gọi là có thể đi đi thường kiến, đúng là tà kiến, đúng không? Có thể thì là dẫn vào đạo xứ thì chắc là mong là trong một trong hai vị đức có một cái buổi để chia sẻ về vấn đề này cho vị Phật tử hiểu rõ hơn. Dạ. Còn cái vấn đề thứ hai là cái khái niệm mà giác linh hương linh đó, đó đó gì đó, thì đại đức hạnh tuệ rồi đức chánh tâm cũng nói rõ rồi, đúng không? Thì riêng cái phần cuối này, cái vế cuối này nè, là cái gì, chấp nhận các khái niệm đó hay phải thay đổi để không rơi vào tà kiến. Thì ở đây là có một ở đây là một câu hỏi, có nghĩa là nó hỏi là chấp nhận, nên chấp nhận cái đó hay là không. Thì bản thân sư không biết hai vị có đã đồng ý không, thì chắc sau khi coi câu trả lời của sư Tây Tường đi thì cũng mong hai vị cho thêm ý kiến nha. Nhưng mà riêng bản thân sư Tây Tường thì ở đây nếu mà nói là có nên chấp nhận không, thì bản thân sư sư dựa vào lời Phật á, thì sư nói là ở đây là không không chấp nhận và cũng không phản bác, nhưng mà phải hiểu thưa vị, phải hiểu, phải hiểu giống như để đứng hạnh tuệ nó nói, phải hiểu là có nghĩa là cái thuật ngữ mà hương linh nhất linh là chỉ mượn, chỉ là tục đế thôi, chỉ là khái niệm tục đế thôi, để mượn để cho quý vị hiểu hiểu cho rõ, dẫn dắt cho nó rõ thôi đó. Cho nên là chỉ nhấn mạnh một lần nữa là nói là chấp nhận cái khái niệm đó hay là không, hay là không chấp nhận, thì ở đây là không chấp nhận, đúng không, và cũng không phản bác, nhưng mà ở đây là cần phải hiểu đó, cái mấu chốt ở đây là cần phải hiểu. Dạ, xin kết thúc câu trả lời ở đây. Dạ, không biết hai vị đại đức có ý kiến về cái Giống sư mà. dạ, xin cảm ơn. Thì bây giờ sư đề nghị như vậy đi, mình nói như vậy cho nó dễ nè, là thôi bây giờ dùng cái từ là thân bằng quyến thuộc là
đạo quá vãng. Mà có khi là quý vị nói từ ngữ thì bây giờ đã quá vãng tôi cũng không chịu nữa thì à, sư cũng chịu thôi. À, thì chúng ta nên hiểu là chúng ta có những cái quy ước, có những cái tục, có những cái tục đế đó, chúng ta quy ước với nhau để chúng ta hiểu là chúng ta nói về cái gì. À, đây thôi chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo. Đấy, ông thích tâm phúc rồi. Câu này tôi phá à.